Xin chào tất cả các bạn học sinh đến với giờ học trực tuyến của thầy cô khối 5, trường tiểu học Võ Thị Sáu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong giờ học hôm nay. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở, bút và giấy nháp trước khi chúng ta bắt đầu bài học nhé. Để tiết học hôm nay thêm thú vị, thầy và trò chúng ta cùng chơi trò chơi ai nhanh ai đúng nhé. Các bạn hãy trả lời thật nhanh câu hỏi của thầy nào. Trên màn hình vừa xuất hiện hình gì? Đúng rồi, đây là hình hộp chữ nhật mà chúng ta đã học ở tiết trước. Vậy, hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt? Gồm mấy mặt bên và mấy mặt đáy? Thầy tin chắc là tất cả các bạn đều trả lời chính xác đúng không nào? Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, gồm 4 mặt bên và 2 mặt đáy. Các bạn giỏi lắm. Các bạn hãy tự khen mình bằng một tràng pháo tay đi nào. Qua trò chơi vừa rồi, thầy và các bạn đã cùng nhắc lại một số đặc điểm của hình hộp chữ nhật. Vậy làm thế nào để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật? Các bạn hãy cùng thầy tìm hiểu nhé. Thầy có hình hộp chữ nhật như sau. Với chiều dài 7 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm, các bạn có nhiệm vụ tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của 4 mặt bên đó các bạn. Để giúp các bạn dễ nhìn hơn, thầy sẽ tách chiếc hộp này tạo thành hình mới trên mặt phẳng như sau. Mời các bạn cùng quan sát trên màn hình. Quan sát hình, ta thấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật chính là diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là tổng độ dài của các đoạn thẳng 5 cm cộng 7 cm cộng 5 cm cộng 7 cm và chiều rộng là 4 cm. Ta thực hiện như sau, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là chiều dài 5 cộng 7 cộng 5 cộng 7 trong mặt. Tất cả nhân với chiều rộng là 4. Nhìn vào phép tính, ta thấy 5 cộng 7 được lặp lại 2 lần. Thầy có thể viết gọn thành 5 cộng 7 trong ngoặc tất cả nhân 2. Đây chính là phép tính tìm chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là 7 cm và chiều rộng là 5 cm. Vậy, trong 6 mặt của hình hộp chữ nhật đã cho, các bạn hãy tìm giúp thầy mặt nào có chiều dài là 7 cm và chiều rộng là 5 cm. Các bạn có một phút tạm dừng video và suy nghĩ nhé. Thầy tin chắc là tất cả các bạn đã có đáp án rồi đúng không nào? Đó chính là mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Nên 5 cộng 7 nhân 2 chính là phép tính tìm chu vi đáy của hình hộp chữ nhật. Và 4 cm là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Ta được kết quả 96 cm vuông. Đến đây, chắc hẳn các bạn đã rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật rồi đúng không nào? Vậy muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta làm thế nào? Các bạn cùng đọc và ghi nhớ theo thầy nhé. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao phải cùng đơn vị đo. Hay chúng ta có thể viết gọn hơn là S xung quanh bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Vừa rồi, chúng ta vừa tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Vậy làm thế nào để tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật? Các bạn thử dự đoán xem. Đúng rồi đó các bạn. Nếu như diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của 4 mặt bên, thì diện tích toàn phần là tổng diện tích của 6 mặt. Hay nói cách khác là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy. Chúng ta vừa tính được diện tích xung quanh của hình đã cho là 96 cm vuông. Vậy để tính được diện tích toàn phần của hình, chúng ta cần phải làm gì? Đúng rồi, chúng ta cần phải tính được diện tích của hai mặt đáy đúng không nào? Hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật đều có chiều dài là 7 cm và chiều rộng là 5 cm. Vì vậy ta có diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là
7 x 5 bằng 35 cm vuông. Từ đây, ta tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật như sau. Ta lấy diện tích xung quanh là 96 cộng 35 là diện tích mặt đáy nhân với 2, ta được kết quả là 166 cm vuông. Và đây là cách trình bày hoàn chỉnh bài toán tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Các bạn chú ý quan sát. Các bạn hãy cùng thầy nhắc lại cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nhé. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Để giúp các bạn vận dụng tốt kiến thức chúng ta vừa học, mình cùng luyện tập thực hiện các bài tập nhé. Các bạn hãy cùng đọc nhẩm bài toán cùng thầy nào. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Chúng ta cùng phân tích bài toán. Bài toán cho chúng ta biết điều gì? Bài toán cho chúng ta biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Thầy mời các bạn cùng quan sát hình ảnh cụ thể của hình hộp chữ nhật này nhé. Vậy, bài toán yêu cầu gì? Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này. Các bạn có thời gian 3 phút để hoàn thành bài tập này. Hãy làm bài thật cẩn thận nào. Các bạn hãy bấm dừng video, sau khi hoàn thành bài thì bấm xem tiếp để kiểm tra kết quả với thầy nhé. Kết quả của chúng ta như sau. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 5 cộng 4 nhân 2 là chu vi đáy nhân với chiều cao là 3, ta được 54 dm vuông. Diện tích một mặt đáy là 5 nhân 4 bằng 20 dm vuông. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 54 cộng 20 nhân 2 bằng 94 dm vuông. Đáp số: diện tích xung quanh 54 dm vuông, diện tích toàn phần 94 dm vuông. Thầy chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng. Những bạn bị lỗi, nhớ chú ý sửa lại cho hoàn chỉnh nhé. Qua bài học hôm nay, các bạn hãy nhớ để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật chính là diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo nhé. Diện tích toàn phần là tổng diện tích sáu mặt của hình hộp chữ nhật, hay nói cách khác là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi, hoàn thành tốt các bài tập mà thầy cô đã dặn. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện quy tắc 5K để đảm bảo an toàn trong mùa dịch nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học sau.